định cư tại Canada có an toàn không? Canada luôn được chọn là một trong những nước an toàn, phù hợp để định cư. Quốc gia này xếp hạng thứ 12 theo chỉ số hòa bình toàn cầu. Để đánh giá mức độ an toàn tổng thể của Canada, các chuyên gia đã xem xét những yếu tố sau đây. một, Tăng cường các biện pháp đối phó với bất kỳ hành vi bạo lực và phạm tội tại Canada. 2. Chính sách kiểm soát súng đạn tại Canada. 3. Chính phủ Canada đã thành lập trung tâm chống lừa đảo Canada. 4. Luôn an toàn và sức khỏe người lao động tại Canada. 5. Giao thông công cộng ở Canada, bao gồm xe buýt, tàu hỏa và taxi, được đánh giá là khá an toàn và đảm bảo. 6. Khi bàn về chăm sóc sức khỏe, Canada có dịch vụ đẳng cấp thế giới.